Rồi chào mọi người nha, tiếp tục thêm một con 70 nữa, mới vừa ráp xong về cái lô container thoải mái nè. Này số khung của nó là 5108 nha. Đây, máy 1747 khá xịn. Nghe cái gì ở đâu? Rồi. Nút công tắc này nó chế là nút giật luôn rồi. Cái này cũng tháng 8 2015 luôn nha.
nó xì cái phút ta lắc này, đậu đậu nó chai rồi. Mình thay lại cho các bác, nảy mầm luôn rồi. Rồi xong con này nha, cảm ơn mọi người. Ê quên, quên quê đây nữa. Rồi xong. Rồi xin chào mọi người nha. Chào mấy anh em. Thì mình hôm nay cập nhật tình hình máy tháng 4, tháng 5 của năm 2018 á, trong kho máy mình á. Thì hiện tại bây giờ cũng còn khoảng 55 chiếc có sẵn nha anh em. Thì mọi người cứ tới lựa thoải mái. Thì mấy cái máy gặt này thì nếu mà mọi người ở xa thì mình sẽ vận chuyển miễn phí nha, ở đâu cũng giao hết bình thường. Thì bên đây là những cái lô máy đẹp hôm bữa giờ nè, mình quay chút xíu. Với lại có mấy cái máy gặt bắp nữa đây, hay là hai chiếc gặt bắp DC95 nha, còn chất lượng 90% á, có hàm gạch bắp sẵn luôn. Đây là khu DC70. Thì bên này thì mình có, ví dụ mọi người ở xa mà mua máy thì mình có bảo dưỡng miễn phí cho mọi người ở đây nha. Bảo dưỡng xong có chừng 2-3 ngày xong rồi về nha, hoặc không là bán tại chỗ cũng có nữa ha. Thì ở phía trong đây cũng còn nhiều máy lắm. Đây, vô cho xem. Trước này, phía trước mình có để hai chiếc 125 để chút nữa mình ra ngoài đó mình quay cho mọi người xem nha. Ở đầu này cũng có một chiếc đẹp này, mình để sẵn đây nè. Đó. À, kho máy đây. Phía sau là khu vực bảo dưỡng, để có gì xíu cho nên mình quay cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người nha, còn đây là hai chiếc 105 có sẵn hơn trước. Còn ở đây là khu vực của xuồng ghe. Máy cài thì mình cũng còn ít rồi, để đợt này lấy về thêm nha. Thì còn như là 3408 sắp không cũng không là dân ma. Cái này MSC Ferguson mới dùng đây.
Rồi để mình cập nhật cái địa chỉ nha. Đó, phía sau này là khu vực bảo dưỡng máy này nha. Đó, như mấy cái máy này khách mới vừa mua tức thì mình lấy ra bảo dưỡng rồi. Còn bảo dưỡng nặng là giống như chiếc này, bảo dưỡng hết, còn mấy chiếc đẹp đẹp giống như thì nó chỉ bảo dưỡng sơ sơ ngoài thôi. Máy cày này cũng đang đi làm để giao cho khách, thay vỏ, thay đồ. Tới đang làm. Này chỗ này để máy cộ ha. Đây khu vực bảo dưỡng nha mọi người. Nếu mọi người mua thì bên mình sẽ làm bảo dưỡng cho khách. Rồi xin cảm ơn ha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á, huyện Long ý của ấp Long Thuận An, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng, cái Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta Bệnh viện Đa Khoa ở đâu là mình, công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha, cầu me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi xin chào. Thì nếu mà các bác nào cảm thấy thích cái kênh bán hàng của mình á, thì dưới đây có cái nút đăng ký á, thì các bác nhấp vào đây thì các bác sẽ đăng ký cái theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì mình có cập nhật tình hình của từng máy hay là kho bãi hay là giao cho ai á. Cảm ơn các bác gần xa đã lâu nay đã ủng hộ theo dõi cái kênh bán hàng của mình nha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều.